anh chạy từ Cần Thơ về Sài Gòn là bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là anh báo em để em trừ thời gian của anh. Anh cứ đúng căn đúng cái thời gian chạy của anh thôi, để em tính thời gian em trừ ra. Chứ anh trừ em trừ có nữa cuối cùng thành không làm sao cả. Nhá. Hôm nay đi Cao Đài gần Củ Chi không? Ma sei un po' più terme sulla rimmie le sai dove vanno i rim. Dai lì dopo, chiudo qui. Non c'è autobus, ma stirlo fa. È una cosa autobus. Da qua, eh? Oh, inne. Oh, Nghe nói tại phòng của con nó nhỏ quá, cái con nó lớn nó bụng chặt nó còn lớn. Nó tốt rồi, nó ra xe bồn rồi. Nhìn chạy to dã man luôn, nhưng mà rất chi là rẻ. Vì anh biết sao, nó có thể sáu triệu đồng. Nó thì dễ hay chứ. Chưa đủ gì rồi. Sao nhiều thế em? Chạy từ đây là